Xin chào tất cả các bạn, hiện tại thì Huy đang có mặt ở lầu 2. Đây là vị trí mà các anh chị nhận được bằng tốt nghiệp. Thì sau đây mời các bạn hãy cùng Huy đến để mà phỏng vấn một vài anh chị để xem suy nghĩ của các anh chị như thế nào khi nhận được bằng tốt nghiệp. Cái cảm xúc của chị bây giờ khi mà cầm được cái tấm bằng đại học trên tay không có diễn tả sao, nhưng mà thật sự là thấy là háo hức, bởi vì 4 năm mình đã trải qua và bây giờ mình đã có một cái kết quả. Ngày hôm nay là một cái ngày gọi là mình thu hoạch cái kết quả của mình, và cũng là một cái đánh dấu một cái bước đi trên cái gọi là đặt cái bước chân đầu tiên lên trên cái gọi là cái đường đời. Vậy bây giờ chị đã có được cái định hướng gì để cho cái công việc cũng như cái tương lai sắp tới của chị hay chưa? Định hướng thì mình đang hợp tác với một công ty ở nước ngoài. Dạ. Cũng làm về bên chuyên ngành về công nghệ thực phẩm. Dạ. Dạ, vậy thì em xin chúc là chị là sẽ luôn thành công trên cái công việc tương lai sau này của chị. Em xin cảm ơn chị đã giúp tôi. Dạ. Anh có thể cho em biết là bây giờ cái cảm xúc của anh như thế nào khi mà nhận được cái bằng đại học ở trong tay? Thật sự mình rất là vui và hạnh phúc khi mình được nhận bằng và xung quanh có tất cả người thân và bạn bè. Yeah. Vậy anh có cái định hướng gì cũng như là những cái dự án gì sắp tới cho mình trong công việc như là tương lai? Thì trước mắt đó thì mình sẽ tiếp tục làm cái công việc vì mình đã có việc làm rồi, và mình sẽ cố gắng nâng cao hơn nữa những cái nghiệp vụ trong công việc này, cũng như là ứng dụng kiến thức mình đã học vào trong công việc và cuộc sống. Dạ, vậy anh có thể có những cái lời khuyên gì cho những cái đàn em sắp tới chuẩn bị tốt nghiệp cũng như... Về những lời khuyên cho đàn em sắp tới thì mình khuyên rằng là những thế hệ đàn em hãy cố gắng học tập để sau này mình tốt nghiệp ra trường có việc làm, để cho cái uy tín cũng như là cái thương hiệu là cái của trường mình nó ngày càng được nâng cao và ngày càng được nhiều người biết đến trường mình hơn. Thì em xin cảm ơn anh và chúc cho anh sẽ luôn thành công trong sự nghiệp cũng như là trong cuộc sống. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Đông đưa hoa cùng tháng năm học trò, nhìn bao nhiêu mây đang dâng chơi bên tôi, chơi xinh 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 ta áo em. Chào tất cả các bạn, hiện tại thì Huy đang đứng ở vị trí là sân chính. Cũng như các bạn đã thấy thì sân chính hiện giờ đang rất là đông. Cùng nắm tay cho nỗi buồn xa cách ngắn lại, cùng bên nhau tình bạn mãi tươi sáng, sẽ mãi mãi không bao giờ phai. Nào bạn ơi đến đây cùng hát vang cho những ngày buồn tan biến hết, cho thầy cô chúng mãi trường, cho bạn và cho tôi. Chị bây giờ chị có thể chia sẻ cho em cái cảm xúc của chị khi mà nhận được cái bằng tốt nghiệp ở trên tay không ạ? Chỉ có hai từ thôi, đó chính là hạnh phúc. Và quan trọng là trong cuộc sống của mỗi người thì sẽ có những khoảnh khắc mà mình sẽ không bao giờ thể quên được, và ngay tại thời điểm này chính là khoảnh khắc như vậy. Khoảnh khắc khi mà thấy ba mẹ đứa đó và nuôi mình lớn khôn, và mình nhận được bằng tốt nghiệp và nhìn ba mẹ ở dưới và trong niềm hạnh phúc. Và đó là điều mà hiện tại Nhi đang cảm thấy rất là hạnh phúc. Và nhân đây Nhi cũng xin gửi lời cảm ơn đến SVU, cảm ơn đến quý thầy cô cùng tất cả các người thầy, người anh, người chị đã luôn bên cạnh và giúp đỡ Nhi trong suốt 4 năm học qua. Chị có thể cho em hỏi là chị có cái định hướng gì cho cái tương lai cũng như là cái sự nghiệp sắp tới của chị chưa? Ở đây thì nói ra là hơi khác một chút, là tại vì mặc dù mình học quản trị kinh doanh nhưng mà chắc là mình sẽ đi theo một con đường hoàn toàn khác với lại kinh doanh. Và nhưng mà đối với mình thì cho dù là con đường này gian nữa thì SCU vẫn là nơi mà mình sẽ ghi dấu trong tim. Vậy chị có những cái lời khuyên gì cho thế hệ đàn em của mình hay không ạ?
cuộc sống thì lúc nào cũng sẽ có rất nhiều là khó khăn và trắc trở, nhưng mà mình cứ cố gắng hết mình đi, tại vì sẽ đến một lúc nào đó khi mà mình nhìn lại những người bạn xung quanh mình, những cái kỷ niệm xung quanh mình, đó sẽ là những cái kỷ niệm mà mình sẽ không bao giờ quên được. Và cho dù sau này bước ra có trưởng thành như thế này đi chăng nữa thì những cái khoảnh khắc như thế này sẽ là những khoảnh khắc mà chắc chắn bạn sẽ không bao giờ quên. Và như hy vọng rằng là chúng ta hãy luôn luôn vui vẻ khi mà còn được đi học, còn được cấp sách đến trường, và hy vọng rằng là các bạn sẽ cố gắng hết mình và tìm được cái ước mơ và cái con đường mà mình lựa chọn. Chúc các bạn thành công. Em xin chúc chị là luôn thành công trong cuộc sống cũng như con đường sự nghiệp của chị sau này. Em xin cảm ơn chị rất nhiều. Để mai này ghi trong tim.